Bên kia hai hit, bên mình là AC Sun. Summer AC trận thi đấu thứ 3 trong trận đấu đầu tiên. Tỷ số đang là 2-0 dành cho cặp đôi Cam Quýt và Xi Măng. Bây giờ thì bất cứ trận nào trong trận đấu thứ nhất này đều là những trận thi đấu chung kết dành cho bên mình. AC tới đang bão quả đầu 7 cây đẹp luôn. Vani cũng là quả 7, hai nhà đều quả 7, đối phương là 2 hit. Bên mình cũng là hai quân bóng nhà giống nhau, bóng nhà kiểu Ai Cập, AC, Egypt và Summer cùng một bóng. Bóng của đội bạn phải là Hipper là mắc vinh nhất. Vâng, voi quả phụ. Hy vọng đây là ba voi chứ không phải là hai con nữa đấy. Không, như vậy là hai con chứ không phải là ba, mặc dù voi đứng khá xa nhau. Con voi thứ hai. Con này về chết đẹp hơn hẳn rồi. Vâng, bầy yêu đầu đây rồi. Đồ ăn là thoải mái dành cho Summer. Vâng, kích đời 25 dân ở trong bay. Thứ bài Summer hai voi về nhà. Homus, 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 Hom
Vâng, Hitty của 16 tôi chưa thấy lên đời. Mạnh máy giúp con đang cơ cấu nhà bằng không nhà 14-10 với 26 dần của AC. Trở lại với Gunny rồi. Vừa đánh chém trong trận điều này. Lực của anh là tương đối khỏe. Vâng, đã phát hiện ra nhà mống 3. Game thủ xi măng bằng con xe giò. Vâng, cơ cấu ra thêm vài cái ruộng. Lực ăn hoang là bầy hiêu. Cũng sắp hết rồi. Và đây rồi, mống 3 vừa mới đóng hết ăn vàng rồi. Không quá sớm. Vâng, một bãi vàng mà Hưng Nhổn nếu như anh chọc tốt thì sẽ có thể không cho xi măng ăn được vàng. Con giò là công giáp. Đối phương cũng có giò công giáp thủ. Lực cũng, của xi măng trận này cũng khá kinh khi mà vẫn còn đang ăn hoang một bãi quả. Vâng, không biết tiểu bị đoàn có con tê đẩy không. Vâng, đây là màu 2, vẫn còn đang đời 2. Có lẽ tơn chém đầu Hưng Nhổn sẽ chơi thẳng vào nhà đánh cùng của đối phương luôn được. Bởi vì nhà màu 16 là bài lên đời siêu muộn. Hơi thiếu gỗ để có thể đóng L2 luôn. Cần phải 2L thì mới giải quyết được hit. Vâng, như vậy anh quyết định lên cái bánh xe trước đã. Xi măng lái con giò khá khéo. Chưa đóng xong A đến từ game thủ Cam Quýt. Mới chỉ một nhà A được xây thôi. Nhảy ba xong rồi. Nhưng những khu vực làm ăn có nhỏ, Quýt vẫn chưa thể bo bế được. Rồi, liên tiếp vào những cái bãi gỗ mà Hưng Nhổn anh tách được lạc đà vào. Quýt vừa mới lên xong bánh xe, chết khoảng 6-7 dần. Và mình có bánh xe rồi, bãi ruộng cũng vậy, chưa hề bò. Vâng, chạy luôn, bung luôn cả ruộng chính. Vâng, một chiếc nhà bè 7 đến từ Hưng Nhổn, rất tuyệt vời. Mới thấy hai con cùng đến từ Cam Quýt, có lẽ Cam Quýt vơ dần ra và đóng lại được thêm một hai nhà nữa rồi. Trở lại với màn hình máy của Tiểu Bạch Long, timeline của anh là 36, đang rất khỏe. Màu 3 cũng vậy, đang có một số lượng đà khá lớn đi với nhà Tiểu Bạch Long. Nhưng Tiểu Bạch Long là người đánh cung khỏe hơn hẳn so với nhà Hippie của Cam Quýt. Bây giờ thì cứ dỉa lạc đà thôi, có 3 tuần cung rồi. Những con lạc đà sẽ không có cửa và đang di chuyển sang nhà Hưng Nhổn từ hướng nhà Tiểu Long sang, có 3 con lạc đà. Mình cần chú ý cái điều đấy, Hưng Nhổn là Summer nữa, lạc đà mà chơi Summer thì nói chung là cũng gặp nhiều khó khăn. Summer dần ở châu, như vậy thì số rút ngắn xuống 1-2 trong series đầu tiên. Rất sẽ đến với trận tiếp theo. Tiếp tục là chung kết.